các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Thì trong cái video ngày hôm nay đó thì Nhiên sẽ giới thiệu với các anh chị và cùng test cùng các anh chị xem một con máy, là một con máy cắt lưỡi hợp kim lưỡi 3 tấc lẻ 5 của hãng Makita. Một con máy này đó thì với cái mã của nó là LC1230, và con máy này là hàng chính hãng của Makita và đang được lắp ráp tại Trung Quốc và bảo hành 6 tháng chính hãng cho Makita trên toàn quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng coi con máy này xem ở bên trong nó như thế nào nha các anh chị. Ồ, con máy này rất là nặng đây. Con máy này á thì nó nặng là ui da nặng quá. Con máy này là nó nặng là 19.3 kg nha các anh chị. Wow, rất là nặng luôn. Em còn cái gì trong này nhá. Kính. Rồi, thì cô ra các anh chị thấy nó tặng cho chúng ta một cái kính. Một cái kính này là để chúng ta bảo vệ khi chúng ta cắt. Và hai cái nút nó đứng rất là tỉ mỉ các anh chị, hai cái nút chấn công tắc để các anh chị sau này ở này nếu mà nó gãy hay nó mất thì các anh chị thay vào. Hai có tặng hai cái nút rất là đẹp. Đặc biệt luôn, đây là chương trình của nó rất là tốt. Rồi, một con máy đây là khóa mở. Khóa mở để nhìn xem tất tần tật cái máy này nó có tặng cái gì nữa hay không. Rồi. Thì cái này á là trước đây á là con 1230C này á, LC1230 thì Nhiên bán tại Máy Xây Dựng Nhiên là giá là 8.900.000. Nhưng mà lần này được cái sự hỗ trợ rất tốt từ Makita nên là con máy này Nhiên sẽ làm một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn, chỉ trong 15 ngày Nhiên chạy cái chương trình nửa tháng nha. Nửa tháng cho con máy này thì Máy Xây Dựng Nhiên sẽ bán với con này với mức giá là 8.500.000. Chương trình này Makita mới chạy nha, 8.500.000. Các anh chị có nhu cầu thì hãy alo theo số hotline bên dưới nha các anh chị. Và bây giờ Nhiên sẽ chi tiết sản phẩm này cho các anh chị xem nha. Đầu tiên thì con máy này là điện 220V thì chắc chắn rồi. Công suất của nó rất là lớn là 1.750W và tốc độ chạy của nó là 1.300 vòng trên 1 phút đó, 8A. Đó, một con máy rất đẹp, các anh chị có thể là nhìn từng góc cạnh nha, rất là đẹp đó. Tự nhiên quay cho các anh chị xem là từng góc cạnh luôn, con máy này rất là đẹp luôn. Đây, lưỡi cắt hợp kim nha, lưỡi cắt hợp kim nó có lưỡi đi theo. Và đây, đầu tiên các anh chị thấy ở đây là nó có một cái ngăn này để nó đựng mạt sắt khi chúng ta đầy, chúng ta đổ ra ha. Do là con máy này nó chạy là cũng không có tia lửa, nên là tia lửa rất nhỏ nên là nó có cái giữ ba cái mặt sắt. Thì ở đây là các anh chị thấy cái này là cái dây của nó, cái dây để các anh chị móc vào khi các anh chị sắt đi nó cũng dễ dàng hơn. Đây là eco kẹp, một con máy làm một cái đế nó là hợp kim nhôm, một cái loại hợp kim nhôm cực kỳ là cao cấp nha. Và ở chỗ này đó các anh chị, khi mà các anh chị muốn lẹ đó thì các anh chị xoay cái này nè, xoay cái này các anh chị kéo đó, ra cho rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể là nếu mà các anh chị muốn quay đó thì các anh chị quay nha. Cái này là ship. Rồi, tiếp đó ở đây là nó thiết kế một cái lò xo đó, một cái lò xo để nó đẩy lên, cái thiết kế lò xo rất là hay, không có bị liệt. Và khi các anh chị đẩy thì đây là gạch tre bảo vệ nè, nó bảo vệ tối ưu cho chúng ta rất là an toàn. Khi các anh chị đẩy xuống thì tự động gạch tre nó sẽ chạy lên nha, rất là hay, mọi thiết kế rất là hay luôn. Một máy là máy vỏ nhựa chống giật rất là tốt ha, thật là xài con này là không có bị gì mà giật hết á. Đây là cái kéo của nó, cái này các anh chị kéo ra nè, các anh chị kéo ra dài ra thì các anh chị gạt nó rất là nhẹ nha. Ồ, cứng cũng khá, máy mới hay là khá là cứng nha. Khi các anh chị xoay như thế này để các anh chị gạt cho các anh chị là khi chúng ta là cắt 45 độ hay là bao nhiêu độ thì chúng ta dễ dàng chỉnh nha. Sau khi chỉnh xong chúng ta gạt lại ha, cái này thì chúng ta đẩy vào. Rồi tiếp đó để xem con máy này còn gì nhưng sẽ giới thiệu các anh chị hết nha. Ở đây là công tắc đó, các anh chị muốn bóp được thì các anh chị phải nhấn cái nút ở trên này xuống, cái tay của chúng ta nè, các anh chị nhấn cái nút tay cái nè, đây nhạc bóp vào đó, bóp vào đó. Cái này đó là nó chống dăng cái mặt sắt lên chúng ta nè, rất là thiết kế rất là hay. Rồi khi các anh chị đè xuống, đây là lưỡi hợp kim lưỡi 3 tấc lẻ 5, để nhìn xem thử cái máy này nó sẽ cắt, khi nó cắt thẳng nó cắt được bao nhiêu nha các anh chị. Cái lưỡi cắt này á, để nhìn thử nè, ở bên trong này là chắc chắn nè, ở bên trong này nè, khi các anh chị đo nè đó, từ đây ra nè,
nó cắt được là độ sâu của nó khoảng là 11 phân, 12 phân đó, nhưng mà các anh chị cắt 11 phân thì ok ha. Đây. Đó. Còn khi chúng ta cắt thẳng á, chúng ta để cái sắt được bao nhiêu? Để như cho cái độ dài của nó cho các anh chị xem luôn. Khi mà thẳng đó thì các anh chị kẹp được cái miếng sắt được bao nhiêu đây? 17 phân nha. Đó, 17 phân. Và khi các anh chị cắt gốc thì để như xem các anh chị cắt gốc thì nó cắt được bao nhiêu nhé. Khi đó thì này nó độ nè, nó nghiêng độ nè. Đó, nó cắt được 10 phân nha các anh chị. Nó cắt được cái sắt 10 phân. Rồi. Bây giờ thì Nhi sẽ chạy thử con máy này cho các anh chị xem nè. Đây, để Nhi chạy cho các anh chị xem nó chạy như thế nào nha. Có mạnh hay không, với là chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt luôn. Làm 8 triệu 9 mà bây giờ nó khuyến mãi còn 8 triệu rưỡi trong vòng nửa tháng thôi. Rất là êm, vô cùng rất là tuyệt vời luôn. Thì nó so với lại máy từ thì nó không êm bằng, thì nó chạy nhau nha các anh chị. Còn khi các anh chị muốn thay đổi đó, thì các anh chị thấy nè, ở đây nó có một cái bên hông, nó có một cái nút nhấn các anh chị. Các anh chị nhấn vào và chúng ta xoay và chúng ta mở lưỡi vật trước ha, nhấn để khóa đá lại. Ở dưới này á, thì nó có một con ốc để các anh chị cắt được bộ sâu bao nhiêu nè. Nếu mà các anh chị muốn cắt xuống ít thôi thì các anh chị tăng con ốc này lên đó, tăng lên cao lên thì nó chổi lên thì nó không cắt được sâu. Rồi bây giờ Nhiên sẽ test con máy cho các anh chị xem. Với 18.500.000 thì các anh chị sở hữu con máy này nó phù hợp cho công việc của mình hay không nhé. Đây là dòng máy thuộc dạng là cũng như là công nghiệp rồi các anh chị. Rồi test nó. Rồi thì Nhiên sẽ test con máy này cho các anh chị xem nó cắt như thế nào nhé. Rất đơn giản các anh chị thấy không, đường cắt đây rất là đơn giản. Để bây giờ Nhiên sẽ lấy sắt dày Nhiên test cho các anh chị xem. Đây, đường cắt đây rất là thẳng ha. Rồi đường cắt rất đẹp. Wow, một sắt rất là dày luôn các anh chị thấy không, sắt cực kỳ là dày luôn, đường cắt rất là nhẵn bóng. Thì sắt dày như này thì các anh chị cắt, khi các anh chị lưu ý cắt những cái đĩa hợp kim như thế này, các anh chị đưa máy xuống nó chậm thôi nha, cưa đừng có dày quá nó sốc nó mau hơn hợp kim của chúng ta đó. Để bây giờ mình sẽ cắt góc thử xem thế nào. Đây nè các anh chị thấy ở đây nè, khi các anh chị cắt hết một đường cắt á thì cái miếng ba vớ ở đây nó còn dính nhẹ một cái nè các anh chị thấy không, đó. Nó dính nhẹ cái miếng góc ba vớ. Nhưng mà nếu các anh chị xài thì các anh chị có thể là gà lại nhẹ một cái ha, đó, nó vô góc rất là sát đó, nó vô góc cực kỳ là sát luôn. Để như cắt thử một đường nữa nha. Chị thấy không, cái gốc nó vào rất là sát nè. Đó, vào sát luôn anh chị thấy không, rất là ok. Thì con máy
Đúng rồi, tại vì một con máy với mức giá là 8 triệu 9 mà bây giờ đang giảm giá còn 8 triệu rưỡi thì với mức giá này nó rất là phù hợp. Nếu các anh chị có nhu cầu về sản phẩm này thì hãy alo trực tiếp cho máy xây dựng Hồng Nhiên, sản phẩm được bảo hành 6 tháng chính hãng nha các anh chị. Còn nếu các anh chị muốn đón nhận những cái video mới từ máy xây dựng Hồng Nhiên thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn chuông thông báo để mỗi khi Nhiên phát video mới các anh chị dễ dàng vào cùng tìm hiểu sản phẩm. Nhớ cho Nhiên xin một like nhé. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị.